đang đám ma phòng chục nhá, đang đám ma. Chú thể chia sẻ cái vụ lũ vừa rồi đây nó dâng vô trong này cao không? Không, nó không dâng, dâng ở ngoài kia cơ, ngoài sân đền, nó đến ngoài sân đền, ngoài sân đền nữa. Ở chỗ này không dâng hết. Ở đây cách cái làng lũ đó là 10 km nữa hả chú? Vào trong làng tầm 14 cây. 14 cây. Khả năng bữa nay là không biết là đường xá đã thông chưa và vào đường được trong xá, không? Đường xá thì thông rồi nhưng mà bây giờ vào là kiểu nó đông người vào quá nên là bà con cũng phải là để xe ở xa chắc mới đi được. Dạ. Hôm qua nhà báo họ đi là họ lại phải thuê xe ôm mới gửi xe đây đi, thuê xe ôm đi. Dạ. Mới vào đến nơi được. Thế là một cặp vợ chồng là ra đám tang ngoài này hả chú? Đây ngay đây. Là họ bị mất trong cái vụ sạt lở đó luôn này. Đấy, vụ sạt lở lấp cả nhà đi luôn. Lấp cả nhà đi. Nhiều gia đình mất cả mất cả nhà gia đình. Trong làng lũ bây giờ là còn không biết nhà đấy mất hết nhà, mất hết người chưa hay là còn người ở đâu nữa chứ là dạ. Chưa thống kê được. Chưa thống kê được luôn. Đấy. Qua nhà báo nó cái điện đi điện lại mãi đã thống kê mà sóng cái chập chờn nó không ấy được, nó dạ. Có sóng. Không có sóng hả? Từ hôm bị phát cô lập là mất điện này, mất sóng, không gọi được, lúc thì thuê bao không liên lạc được, lúc thì không có sóng, nhưng mà không gọi được, ở xuôi cứ điện lên đây suốt mà không làm gì được chị. Có một năm người cứ bảo sao nhà ông không nghe máy, bảo có sóng đâu mà nghe máy. Dạ. Điện chẳng có hết cả điện thoại chị, không làm gì được ấy. Có. Ở đây là toàn công an bộ đội họ ngăn chặn tất cả những cái đường vì nó sâu quá nguy hiểm. Nguy hiểm. Bà con không ai dám sang. Bơi thì còn nguy hiểm. Mấy bữa trước mưa ở đây kéo dài không anh? Nó kéo dài 3-4 ngày không? 3-4 ngày lượng mưa lớn không? Nhưng lượng mưa lớn đấy. À. Nhưng mưa nó như kiểu mình đổ nước xuống dưới mái nhà cơ mà. Ghê vậy hả? Cứ dội xuống như này. À. Cảm giác như mình cầm thùng nước mình đổ mái nhà nó chảy. Trời. Nước nó mạnh kinh lắm. Nói chung là mấy hôm nay là nước sợ luôn đấy. Là cái khu vực của mình ở đây là có... Khu vực này thì là cao là không bị ngập không ạ? Khu này là rất cao. À. Nếu một khu này mà ngập thì ngoài kia chắc phải lên tầng 3 hết tầng 3. Vậy đúng rồi. Vì là ngoài kia ngay khu sân đền là tầng 2 là cao trên qua tầng 2 mét rồi. À. Đấy chứ không đi qua đây thì biết đấy. Toàn bộ khu này bây giờ toàn rác còn đầy cái đường. À. Nó dâng nước lên mà coi sông là chỉ có rác không, nhìn thấy nước. Ở đây có sông suối gì không? Hay sông là... nước qua đây là cái sông chảy, qua đây qua ngã tư này xuống một tí là cách khoảng 100 mét là có cái sông chảy, chỉ đến 100 mét. Còn từ đây mà vô cái khu mà bị sạt lở mà từ đây vào khu sạt lở nó vào tầm khoảng 10, nếu mà ngoài đường thì vào đến 10 cây, còn vào trong tầm khoảng 14-15 cây. À. Trong đó có đông dân không anh nhỉ? Trong có đông dân ấy, đông hộ. À, chủ yếu là người đồng bào không? Chủ yếu là đồng bào. Đồng bào thì đồng bào dân tộc Tày á. Tày mới người Dao, chủ yếu là người ta dựa vào sườn đồi người ta ở. Cho nên là khi nó sạt là sạt lửa qua đồi xuống là nguy hiểm. Đây ngay cái khu này hôm qua ông bạn ông đang thăm đây, ông ngồi ông bảo đang sơ tán hết cả cái lửa qua đồi đằng này nó sạt. Bây giờ các ông đi đằng bên này là bây giờ người ta cũng không cho đi đường này được, sợ nguy hiểm, đang chặn đường đây này. À, đấy, tôi bạn ông bảo ngay cái góc đằng này, cái đồi của nhau nó còn dốc ngược lên này cơ, dốc như này cơ, dốc cảm thấy như kiểu cái mái nhà này là, đấy, còn dốc hơn đấy. Là trong đó có đông dân không? Không, ở đây thì chỉ có mấy hộ dân nhưng mà sợ cả nhà tầng nó cứ còn đẩy qua hết đấy, đẩy qua đường ấy. Ở đó chắc là sơ tán hết rồi. Sơ tán hết, hôm qua là gửi sơ tán hết. Qua bảo ông ấy bảo sao sang đây nghỉ cái này, nhưng ông ấy đi nghỉ cùng với ông nhà ông không ra. Hôm qua ở ngay trong ngoài đường bên kia thì nó cách ra mà ít. Bây giờ sơ tán hết cả mấy những cái hộ dân ở đường bên này. Vì đường bên này mới đường bên kia vì sợ nó sạt cả con đồi trên đường bên này. Để sơ tán hết cả dân bên này. Nói chung là cái trận này là chưa ai nghĩ đến nên là dân không kịp chạy. À là từ trước cái này, từ trước cái này là chưa bao giờ xảy ra. Chưa bao giờ xảy ra cái trận như này. Nên là toàn bị động hết. Vì là cứ nghĩ là mà nó chỉ dâng lên khoảng hơn 1m, 2m thì nhà này chuyển lên trên chỗ kia chẳng hạn, lại chuyển tiếp thì thành nó cứ chuyển đi chuyển lại. Mất bao nhiêu công xong nó lại mệt. Anh em biết như xa nó bị như này thì là các ông phải cảnh báo trước cho dân. Thế là các ông phải phối hợp với lại phòng chống và báo cùi ạ. Mà các ông kết hợp là các ông phải đưa dân lên tất chỗ cao hết. Những chỗ nào hộ là thấp ấy, phải đưa lên. Đây có đưa được ai, đưa được có ai, nói gì đâu, dân chỉ biết. Nói cho là dân là cứ tự làm thôi. Đây là những cái hộ kinh doanh quần áo ở chợ. Nếu biết thế này thì họ đi chứ làm sao ngập lụt như này chết đi chứ.
thiệt hại hàng tiền tỷ đấy chứ không phải đơn giản. Vì là chưa có cả sạp quần áo là nhiều hàng lắm. Tỷ lệ nên là đấy, chưa có bị bao giờ rồi. Đấy. Thì dân thì trước cái bảo là kiểu này chắc là lên ít thôi. Trong cái đêm 11 giờ đêm hôm kia là hôm kia là bắt đầu là mấy bố con tôi ra nó bắt đầu nó dâng lên tận sân đèn tí cho đi qua cái sân đèn mình biết có cái sân rộng mênh mông bên tay phải. Lên cái đỉnh dốc qua cái chỗ Đam Ma đấy, cái nó có cái ao từ đấy, nó qua cái ao đấy nó ngập mênh mông gần đến cái chỗ đỉnh dốc này. Cái đó là lũ là ở trên là nó đổ về đúng không nha? Thấy bảo là sông Hồng họ Trung Quốc họ xả lũ thì các thủy điện họ sẽ xả thế. Thì thằng con nó làm thủy điện ở trong kia nó bảo điện về là nó báo là chuẩn bị nó xả 40,000-50,000 m³ một trên dây. Nên là nó bảo thế thì mình cũng ra mình thông báo cho bà con, nhưng mà nhiều người cũng như kiểu cũng không tin lắm. Thì nhiều người cũng cứ kiểu là thôi ra cái chuyển đấy kia nát ta lại nó lông ta lại chuyển tiếp. Đến lúc nó lông qua đầu thì lúc ấy chuyển đi đâu nó còn ghế lổi hết đấy. Tất cả các thứ là không chạy kịp, nhiều là di ảnh như trước mang ra lúc trôi cả di ảnh đi. Nó lên quá nhanh. Lên nhanh. Đấy, thì từ lúc 7-8 giờ nó bắt đầu lên nhanh tận 10 giờ 11 giờ. Lên nhanh mà dân này không có kinh nghiệm ứng phó. Không phải là kinh nghiệm mà thực ra nó chưa bị bao giờ. Thế nên nó bị bao giờ chưa có trong cái tình này mà. Mới hay là cái này đáng nhất là các ông phải cảnh báo cho dân là ông ban phòng chống lụt bão của huyện phối hợp với lại thôn bản. Thì các ông phải những cái nhà nào không được là ông cưỡng chế ngay. Những nhà nào nó thấp công di rời luôn. Di rời hết lên hợp khối rồi này. Đây có đầy nhà cao, ví dụ như lên nhà tôi đây chẳng hạn, nó đầy nhà cao thì chuyển mẹ với đây ở. Nhưng mà có gì đâu. Không có ai xá, nói gì đâu. Thủy điện là xá thế nhưng mà có loa thông báo đến dân không? Chỉ có thông báo trên Zalo cái gì tôi có loa lủng như đó, có cái cảnh báo như đó. Có một hôm kia tối hôm kia tôi có cái tin là bảo là vỡ đập thủy điện ở cái gì ở trên Bắc Hà kìa. Trên Chi kìa, trên này này. Thì là bọn nào nó phao cái tin rồi, coi dân cứ chạy nháo nhác lên nhà dưới thấp cơ quan này. Cả cái khu này nhiều người cũng còn đi mua đồ mua chiếc, trong cái lúc cảnh sát họ đi họ thông báo bảo là không phải đâu. Là phao cái tin là nhảm. Đâm ra cho đấy, dân bà con hoang mang hoang mang đấy. Xong là tôi bảo chắc làm gì vỡ được mẹ thủy điện đâu, có phải dễ vỡ được. Thủy điện nó làm kiên cố lắm, nhưng có làm sao được. Mẹ thì bên phía cơ quan chức năng họ thông báo để cho người dân biết đâu phải là sao. Nên là nhiều những thông tin họ đưa sai sự thật á, làm cho người dân họ hoang mang. Thế là nhiều nhà chạy hết đồ, trong là cứ nhà nọ nhà kia cuốn, thì trong nhà này bà này cũng sợ này bảo đi ra chuyển hết xe đằng kia. Tôi bảo không phải chuyển, cái mẹ nó giờ nó lụt thì vứt mẹ đi. Nhưng mà mình nói thế thôi, mình nói chấn an thế thôi, phải đâu mình bảo bà cứ nghe linh tinh mình để. Bao giờ các cơ quan nó đi lên nó thông báo người dân mẹ thì mình nghe tin, bây giờ cứ nghe linh tinh mình mẹ cứ gì nọ truyền miệng người kia xong cứ nháo lên như này chạy giặc cái chết. Là cái đường này là lưu thông từ cái lúc nào anh? Đường này, này. Đường này lưu thông mới từ hôm qua thôi. À, là còn đoạn kia là cô lập có đi lưu thông đâu? Thì đoạn kia nó ngập đằng đầu kia, đằng này nó ngập đằng đầu này. Cái nó trên đường nó cứ ngập từng chỗ một, thì cái chỗ nào cao thì nó thành như kiểu cái mô đất như kiểu mình bừa ải ruộng ấy kiểu thế. Kiểu là chỗ nào nó cao nó dồn thì... nước vào chỗ trũng. Đúng rồi, chỗ nào thấp thì nó bị, chỗ nào cao thì không bị. Là chắc là từ qua nhờ. Người dân ở đây họ chia sẻ đó cả nhà. Đây là chú chủ quán, là anh em cụ ghé của quán nước này để hỏi thăm cái tình hình là có vô được bên trong hay không. Bây giờ là sẽ tiến hành một hành trình chạy thẳng vào đó xem như thế nào. Mình cứ phải anh ở đây là chắc là ngày hôm qua là bắt đầu với có những cái chuyến xe từ thiên là mới di chuyển vào phía bên trong được ha. Đúng rồi, mới di chuyển vào được. Còn các bữa là tập kết ở ngoài này. Từ hôm kia rồi, hôm kia, nhưng mà những cái chỗ nào nãy thì họ vẫn xe to, chắc họ vẫn đi được. Thì là hôm qua là cơ động với lại bộ đội công an là trong kia rất nhiều. Vào để hỗ trợ bà con ở trong làng lũ ấy. Nên là nhiều người là cũng nhà báo rồi ngoại nhà từ thiện về đây, nhưng mà chắc là không tiếp cận được. Thế là nhờ tôi ở đây nấu cơm, nấu chiếc, các thứ sắp hết trong từng túi một là mang vào trong kia cho bà con.
là nhờ người dân ở đây đấy, nhờ dân nấu cơm rồi các thứ, nói chung là thì những cái công việc cần thiết ở đây giúp được thì cứ giúp hết, bà con thôn bản này xóm láng ở đây là người ta sẽ tận tình. Còn điện đóm là mới có đây luôn hả? Điện đóm thì mới có hôm qua à, nước chiều hôm qua mới có rồi. Chứ còn hôm kia là vẫn không có điện, là phải đi coi như là cắm điện thoại nhờ, cái điện thoại nhờ, nhưng mà điện thoại có điện cắm nhờ không có sóng, không làm gì được, không có sóng nên không gọi đi đâu được, mà cũng chẳng ai gọi về đây được, cứ gọi vào sao ông gọi ông không nghe máy, mà có sóng đâu mà nghe máy. Nhưng mà cô lập hết á, từ đấy Zalo mới này, điện thoại sóng sóng là không gọi được, không liên lạc di động không gọi được bên ngoài luôn đó, không liên lạc được, nó cứ phập phập vùng gọi được câu trước thì câu sau nó tắt mẹ luôn, như kiểu không có sóng nó cứ chập chờn chập chờn. Như giờ như người dân ở trong đây thì họ cần nhu yếu phẩm gì cần thiết nhất hả? Bây giờ trong này á, trong này bây giờ thực ra là tôi thì tôi không vào, nhưng mà bà con ở đây thì những cái hàng ngày thì thường thường đấy, những cái chuyến từ thiện người ta gửi những cái rau cái quả, vì bây giờ chợ cũng chẳng bán rau, mình không có thì chỉ có nấu mì tôm ăn linh tinh, gạo thóc chứ người ta bây giờ cũng trông vào được. Thì ở đây nguồn gạo ở đây là hầu như là dưới xuôi mang lên, chứ không phải là ở đây sản xuất được nhiều, chủ yếu là dưới Hải Dương họ mang lên, nên là ăn gạo là toàn ăn gạo quê, gạo đây mới đâu, gạo đồng bào không đủ ăn đâu, đồng bào còn đi đóng đấy. Em hỏi là ví dụ như là hiện tại bây giờ, ví dụ như là người dân là cần những cái gì đó, cần á, vâng. Dân ở đây ví dụ như là lương thực là quần áo là cần những cái gì đó, cái khu trong bản đó, trong những người làng. Thực ra là bọn tôi là bị cô lập nên cũng không chưa vào được bên trong nên chúng tôi không biết được. Thế bây giờ các ông phải vào trong đấy, vì hôm qua mấy ông nhà báo ở đây thì có hai ông ngủ, còn một ông ngủ đâu thì không rõ, nhưng không thấy ông về đây. Thì là bảo tôi nhà bây giờ có 4-5 phòng thì có ai ấy nghỉ ngơi, bây giờ nhà nghỉ thì nó không có nữa, không còn, nó quá tải rồi. Thì bây giờ bà con nào một là chỗ trên phòng mà con trống thì cho bà con nghỉ ở trên, còn nếu mà hết rồi thì nghỉ hết ở dưới này, nói chung gia đình có cái gì thì hỗ trợ cho đấy, không vậy là tối nay là coi như cho bọn em ngủ võng. Vâng, nếu mà trên phòng mà không, giả dụ như là không có ai nghỉ chẳng hạn thì là vẫn các chú vẫn lên phòng nghỉ được. Nhà có 3 phòng dư thì là vẫn nghỉ. Phòng nhà anh ngày xưa anh xây độc lập, phòng nào cũng có toilet hết nên là không chung trạ gì cả. Thế còn ở dưới này đấy, bà con như là ông kia đây, ông kia là võng này đông hết cả khu này, cứ nghỉ ngơi thoải mái. Nhiều người cứ bảo là nó cái mà không ai lấy tiền của các ông các bà, cứ nghỉ ngơi thoải mái, còn cần thiết những cái gì gia đình hỗ trợ thì hỗ trợ, nấu ăn nấu trước cái này khác, nói chung gia đình có cái gì thì hỗ trợ cái đấy, không ngại cái đấy cả. Vì mình thấy bà con là quá thiệt thòi, chứ mình đây thì nó cũng may mắn hơn người ta, là mình ở chỗ cao. Nói chung là bọn em á, thì cũng ở xa tới và mà trong Bình Dương ra kìa, và thứ nhất là đường xá cũng chưa quen rồi, nhiều và, khi đúng rồi. Phong tục tập quán cũng mình cũng không biết và đó, thì cũng mong sao cứ anh biết cái gì thì anh và hỗ trợ bọn em cái đó. Đúng rồi, cứ phải chia sẻ thật. Dạ, và mình là người thật là phải chia sẻ thật sự. Thì cũng muốn ra đây là giúp đỡ bà con ở ngoài này, thì nói chung là mình giúp được cái gì thì mình giúp đó, thì cũng mong sao là anh người địa phương ở đây thì nhờ anh giúp đỡ bọn em cái đó. Thực ra ở đây báo cáo với các anh là chúng tôi thì cũng là dân tứ phương lên đây, thế nhưng là cái là dân ở đây rất đoàn kết đùm bọc, từ cái an ninh trật tự rất tốt ở đây đấy, kể cả xe máy cứ để suốt cả đây, nhà tôi cứ để không, cái này có rào chắn gì đâu. Nhưng mà không bắn mắt là cái gì. Ở đây là mua lương thực là mua ở khu. Ở đây là mua lương thực thì mua giờ toàn mua ở khu ở chợ. Thực ra là cái này thì bà đây này đi phải ra, đang đi ra ngoài đám của hai cháu ở đây nên là cũng tôi không đóng gạo bây giờ nên cũng không biết được. Nhưng mà chắc là gạo chắc không lên được nên là cũng không đóng, thì là hầu như là vừa rồi nên là công việc như thế là mọi người cứ đóng một ít để giữ trữ ở trong nhà. Thấy là như thế là cũng hư hải đi đông rồi mua các thứ đồ vật để trong nhà, nói chung bà con cũng có tinh thần cao đấy, chứ không phải nhưng mà nó cô lập dân ra được, cũng nhà nào cứ biết nhà đấy cứ dọn việc nhà đấy thôi. Đấy, chứ còn đây cả đồng hương rồi hội thợ mộc rồi bây giờ cũng chưa giúp được nhà ai cả, tại vì mẹ cứ giúp được mấy nhà nọ thì nhà kia lại không giúp được. Đấy là thế, đông anh em bạn bè chơi với nhau đây, nhưng mà rồi đâm ra là nó cứ cô lập nhau thế này, là cứ chỗ nào cũng bị điện, tới chỗ nào mà nhà em cũng bị, và thế thì chịu cả huyện này đấy, chứ có phải là một chỗ nào đâu đấy, nó thế. Nên nước gì ra đây, xấu ở đây, đây đang
Mua những cái gì khu vực nào rồi, ví dụ như là ở đây cần thiết cái gì á. Các đoàn cứu trợ vẫn đang tiến vào bên trong đó đó cả nhà. Và một điểm tập kết là nằm ở ngoài thị trấn này, hiện này. Và những ai chạy vào được thì chạy. Nó có một ngay là cái khối ủy ban nó nằm ở ngay chỗ này. Dạ. Thế là có những cái chương trình của các anh cứu trợ bà con thì các anh cứ lên gặp ở trên này, chắc nó có trưởng ban ở trên đấy để họ bố trí mình hỗ trợ những cái gì hay là như thế nào thì họ sẽ hướng dẫn cho mình. Dạ. Chứ còn thế bây giờ mà vào trong thì như bọn em là đi kiểu là cá nhân. Vâng. Cá nhân cũng được, chẳng sao cả. Cá nhân giả dụ như mình đi vào cùng với cái đoàn nào đấy chẳng hạn. Vâng. Chứ còn bây giờ mà đi lẻ tẻ vào thì chẳng biết ai một lần đúng không? Dạ. Nó không khó. Cái kiểu gì thì kiểu người ta sẽ bố trí những cái lực lượng để hỗ trợ bà con thì họ hướng dẫn cho mình. Mình làm như thế nào thì bây giờ bọn em là tới thực tế rồi, bọn em mới bắt đầu mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Vâng, vâng. Chứ không phải là ví dụ như là chở xe từ đâu vào đâu tới. Vâng. Nó là khác của nó, chở tới xe tới thì tập kết là chỗ là dễ. Rồi đúng rồi. Là mình tới rồi mới bắt đầu đi mua nhu yếu phẩm. Vâng. Rồi thế thì chương trình cứ nghỉ ngơi một chút xong là anh em đang tiến hành thử vào trong đấy xem. Dạ dạ. Em thấy những cái đống áo quần kia là người ta bị sạt, người ta đem ra đó giặt đúng không? Cái này là họ bán hàng ở ngoài chợ ấy. Ngoài chợ là nó ngập. Ngập, lút. Ngập hết cả chợ luôn. Mà về đây là giặt. Đây là bà con bên nhà cô chú này là bán hàng ngoài chợ. Đây là thiệt hại rất là nặng nề rồi đó. Ngập hết, lút hết, nói chung là lút hết. Dạ. Vì nó lụt cao, tầng 2 nó cao đến 1 mét thì làm sao mà chống được. Ông bán hàng thì bán hàng lụt sụp lẹ tè thì ăn thua gì đâu. Ở đây nó còn vượt qua tầng 2 hàng mét thì nó thành sâu tầm 5 mét nước. Dạ. Chịu được được. Rồi, vậy cảm ơn anh chia sẻ nha. Dạ, dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong đó xem như thế nào nha cả nhà. Bây giờ đồ đạc là gửi luôn nơi quán này. Mình đi xe không thôi. Vô đó mang theo đồ đi mệt quá cả nhà.